Chiều 19 tháng 5 năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 8 đồng chí đảng viên đủ niên hạn. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố và trao quyết định tặng huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ khối để ghi nhận, tôn vinh quá trình cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong đó, một đồng chí nhận quy hiệu 40 năm tuổi đảng, 7 đồng chí nhận quy hiệu 30 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận quy hiệu đảng. Đây là phần thưởng cao quý của đảng, thể hiện sự tôn vinh, ghi nhận quá trình cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Đây là niềm vinh dự của các tổ chức đảng, đảng bộ khối, là vinh dự của gia đình đảng viên. Thật tự hào khi trong hàng ngũ của Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh có thêm 8 đồng chí đảng viên nhận quy hiệu Đảng. Dù ở điều kiện hoàn cảnh khó khăn nào, các đồng chí luôn thể hiện sự trung thành với lý tưởng của Đảng, luôn phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng xứng đáng là những đảng viên gương mẫu, tiêu biểu, phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã đến trao tặng quy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn An. Nguyễn Văn My, sinh năm 1925, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Nhân Quế, trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Nhân, huyện Ba Tri. Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến cho rằng, quy hiệu 60 năm tuổi đảng là phần thưởng cao quý mà đảng dành cho đảng viên. Qua đó ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu rèn luyện của người đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn An đã giác ngộ cách mạng từ rất sớm, tham gia bộ đội, về địa phương tham gia hoạt động các đoàn thể đến khi nghỉ hưu đồng chí vẫn còn có nhiều đóng góp cho xã ấp địa phương tuổi cao nhưng đồng chí vẫn tham gia sinh hoạt đảng giữ vững phẩm chất của người đảng viên đảng cộng sản việt nam đồng chí là tấm gương sáng trong công tác xây dựng đảng chi bộ trong sạch dưỡng mạnh giáo dục con cháu tích cực đóng góp cho xã hội địa phương